Petrolimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào các bạn đến với kênh Kỹ năng vào bếp. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một món khai vị, đó là món mực chiên giòn. Để thực hiện món này, chúng ta nguyên liệu gồm có nguyên liệu chính gồm có mực, hành lá, dầu, bột chiên giòn, muối, đường, bột thịt gà, ớt bột, mayonnaise và tương ớt. Đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn sơ chế mực. Mực chúng ta sau khi mua về thì chúng ta sơ chế sạch, chúng ta bỏ ruột đi và chúng ta lột da. Thì chúng ta sẽ tiến hành thái khoanh, thôi khoanh để mực nó được đẹp hơn. Chúng ta thái cái độ dày nó khoảng 1 cm, đừng mỏng quá thì nó sẽ không ngon. Phần đầu sẽ cắt làm đôi cho nó nhỏ nhỏ. Rồi sau khi chúng ta cắt mực thì chúng ta sẽ trụng qua nước sôi để cho giúp cho mực nó sẽ được khử đi tanh và giúp cho mực nó sẽ giòn hơn, nó cứng hơn, thì khi chúng ta chiên nó sẽ đẹp hơn và ngon hơn. Thì cho nước sôi vào thì khoảng 20 giây các bạn vớt ra. Sau khi chúng ta đã trụng mực xong thì chúng ta thầy bắt đầu căn bột ha. Bây giờ thầy sẽ tiến hành căn bột khô. Bột chiên giòn 100g, muối 1g, đường 2g, bột thịt gà 4g, ớt bột thì cho 3g. Rồi sau khi thầy cân xong cái hỗn hợp bột khô thì tiếp theo thầy sẽ cân cái hỗn hợp bột ướt. Bột chiên giòn 180g. Và để tăng thêm cái màu sắc và cái hương vị, thầy cho vào đây 10g hành lá thái nhuyễn. Tùy thuộc vào các bạn có thể cho hay không, tại vì có những bạn là không ăn được hành lá, chúng ta có thể không cho. Thầy cho 10g. Rồi tiếp theo là thầy cho vào đây 180g nước đá. Tại vì sao thầy cho nước đá? Tại vì nước đá nó giúp cho khi mà mình chiên mực thì nó sẽ giúp được giòn hơn và giữ được cái độ giòn lâu hơn. Thầy cho vào đây 180g nước. Rồi khuấy đều lên. Rồi bây giờ thầy sẽ tiến hành lăn qua bột khô ha. Chúng ta lăn cho nó đều hết tất cả mực ha. Trong cái bột này thầy đã nêm gia vị, cho nên là khi chúng ta chiên thì ăn nó rất là đậm đà cái mực ha. Rồi sau khi chúng ta nhúng mực qua bột khô thì bây giờ thầy sẽ nhúng qua bột ướt, rồi sau đó thầy sẽ đem chiên ha. Đó ha. Chúng ta cho lửa vừa thôi, đừng lửa to quá ha. Nhiệt độ khoảng 200-250 ha. Rồi bây giờ thầy sẽ nhúng mực để chiên ha. Thầy nhúng đều mực. Đó, cái này thầy cho vào. Chúng ta chiên 2 phút là mực sẽ chín. Và một điểm đáng lưu ý nữa, trong lúc chúng ta chiên thì khi mà mực chúng ta gần chín thì chúng ta cho lửa lớn lên để dầu ở trong mực nó sẽ được nhả ra ngoài và chúng ta vớt ra, thì khi đó cái thực phẩm chúng ta ăn nó không bị ngán. Rồi bây giờ thì khi chúng ta quan sát thấy cái thực phẩm của mình nó vàng lên thì thời gian nó khoảng 2 phút. Đó thì thực phẩm nó vàng lên thì chúng ta sẽ tăng lửa lên ha. Để cho dầu nó ra khỏi thực phẩm rồi chúng ta rớt ra ha. Thầy vừa chiên xong cái mực ha. Bây giờ thầy sẽ chuyển sang cái phần trang trí để cho nó thêm phần bắt mắt ha. Và cuối cùng là thầy sẽ bắt đầu pha sốt để mà dùng để mực chấm ha. Với định lượng này thầy sẽ cho một muỗng mayonnaise.
một muỗng tương ớt. Rồi thầy sẽ quậy đều lên ha. Và vừa rồi chúng ta đã thực hiện xong món mực chiên giòn. Thầy hy vọng là các bạn sẽ thực hiện thành công cái món mực chiên giòn này ở nhà để có những cái bữa ăn thú vị vào dịp cuối tuần hay những cái dịp nghỉ nào đó. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình Kỹ năng vào bếp tiếp theo. Chào tạm biệt. Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình.